giọng tưởng phân biệt chấp trước đã làm chướng ngại kiến tánh của bạn. Phật đã nói rất rõ, bỏ chấp trước thì sẽ chứng a la hán, sẽ giữ qua lục đạo luân hồi, không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian. Vì sao không chấp được? Vì phàm những gì có tướng Đều là hư vọng Trong kinh bát nhã coi viết Nhân thiết pháp Vô sở hữu Tất cánh không bất khả đắc Nếu chúng ta thường nghĩ đến Lời Bồ Tát Di Lạc nói Một gãy móng tay Là 32 ước trăm ngàn niệm 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 thành hình Hình đều có thức Quý vị hiểu chân tướng của sự thật Thì sẽ không chấp trước nữa Tại sao? Vì ta tính Nếu một giây mà bốn được năm lần Thì một giây sinh dị bao nhiêu lần? Một ngàn sáu trăm triệu lần À một phần của 1.600 triệu trong một giây Ta làm cách nào khống chế được Cho nên Ta bảo ta khống chế chiếm hữu đều là giả Khi đã hiểu đạo lý này Đạo lý mà các nhà khoa học đã khẳng định Thì bạn sẽ biết được gì Thân chúng ta là giả Thân chẳng phải là ta Ta là giả Tất cả những gì ta có đều là giả Còn Phật Pháp Phật Pháp cũng là giả Không phải thật Phật đã nói rõ về điều đó Trong Kinh Kim Cang Pháp còn phải xả huống gì phi Pháp Pháp đây là nói về Phật Pháp Phật Pháp sinh ra do nhân duyên Ví dụ như ta có bệnh Ta đưa một thứ cho bạn uống Thứ đó gọi là thuốc Khỏi bệnh rồi thì thuốc không cần nữa Phật trị bệnh của lục đạo Của mười pháp giới Mười pháp giới lục đạo chẳng còn Thì Phật Pháp cũng chẳng còn Cho nên bạn chấp trước vào Phật Pháp Là bạn đã sai rồi Trong tự tánh chẳng có Phật Pháp Sao bạn lại có chấp trước này Tự tánh sáng láng Trong kinh Đại Thừa gọi nó là Đại Quang Minh Tạng Ở trong tịnh độ thì ta gọi là Thường Tịch Quang Độ Như thế đó Chẳng có gì cả Có thể hiện được bất cứ thứ gì Điều đó thật là tuyệt vời Việc năng hiện là có thật Dĩnh hằng bất diệt là tự tánh những hiện tướng sở hiện là giả tướng có thể không sự có lý không cả hai không cản trở nhau tính năng hiện chẳng trở ngại sự tướng sự tướng chẳng trở ngài tự tánh Quá sức tuyệt diệu Cho nên nhà Phật gọi đó là gì? Là diệu hữu Gọi tự tánh là chân không Chân không bất không Năng hiện diệu hữu Diệu hữu phi hữu Tự tánh bản không Bạn phải thâm nhập thấu suốt những điều này Phải khẳng định không, Không hoài nghi gì nữa Hoàn toàn tin vào nó Thì vọng tưởng phân biệt chập trước của quý vị cũng chẳng còn